Mới chỗ lạ lạ này biết đâu anh hên đó. Anh em thấy bò chém không? Em thấy bò chém cánh chưa? Đây nha anh em, gọi mình xin chào buổi chiều cả anh em nha. Giờ chiều mấy anh ơi, thì em rày bán mấy chim bổi cũng nhiều lắm nè. Này những con mà em cũng mua rồi anh em ha, thì em lên mấy cái lồng giữ nè, em giữ là để em chơi ha. Thì ngày hôm nay cũng sẵn sàng ra bớt chia sẻ cho anh em bớt nè. Đó, hai con chim này phải 3 tháng lồng nha anh. Đó, 3 tháng lồng ha. Thì hiện tại giờ là nó tụi nó này mức độ cám thì khỏi nói anh em ha, khỏi bàn ha. Nhưng mà thì em ủ lâu lắm anh, em vô mấy cái lồng cái vip thì làm tre này, để làm cái nắp này để em làm dấu là em giữ lại ha. Đó, ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho bớt với anh luôn nha. Thì số lượng nhà em giờ nó nhiều quá em cũng phải chia bớt anh này, chứ để nhiều quá đâu có thể nào mà chăm hết anh. Cái con lồng đi nắp ha. Đó em con nói là nó xiên xì chém cánh, xiên thì mà chém cánh đi anh. Đó, mà lẹ cầu lắm, mình thấy lẹ cầu không, lẹ cầu lắm. Em chia sẻ cho anh em cái này luôn nha anh em ha. Con mình cái là con này nó em nuôi cũng phải 3 tháng rồi nè, 3 tháng lồng có rồi. Em chim khá là dạng em ha, chim bao dạng luôn nha. Chim gọi là chuẩn chim anh. Đó, giờ cho anh em tham khảo đây ha. Anh em bỏ cái nho cho nó có lâu lắm rồi mới thấy thấy cái nho qua nút qua mẹ này. Đó, nó nhìn ngoài tay ha. Đó, mấy anh coi coi con nào lọt mắt mấy anh không em. Thì nhà nhiều quá anh em ơi, giờ nói chung là mình phải cứ lên con nào bán đó anh em ơi, chứ mình không có giữ nữa anh em ơi, giữ không có chỗ để anh em ơi. Mấy con này là em ủ mua phải 3 tháng có nè. Đó, em sẽ chia sẻ với anh em nha. Thì em chia sẻ rẻ thế anh ơi, để cho mấy anh về mấy anh chơi, chứ giờ nhà cũng nhiều rồi. Em nói chuyện xàm xàm xíu anh em cứ ngồi để ý mấy chim em, đừng để em nói vậy thôi. Có thái độ nó anh tự thái độ tùy tự đấy đi. Đó, hai này cũng chơi khá là mạnh với anh. Thì em muốn chia sẻ với cho anh ha. Bữa nay một ngày em chia sẻ con hai con đi anh, cho anh dễ lựa chọn ha, chứ để lên nhiều quá mà anh lựa chọn khó anh ha. Một ngày em bữa nay thì lên một cặp thôi đó anh em, lựa chọn xong hết đi rồi ngày hôm sau mình lên cặp khác, lên nhiều quá rồi nó bị rối anh em phải khó lựa. Em sẽ chia sẻ năm cặp này là con trống bên tay phải làm chị trẻ 1,2 triệu với anh, còn bên tay trái là 1,5 triệu nha. Chim này là chim 3 tháng lồng ngoài anh em ha, tại chim nhà em là chim lưu ầm anh em coi nè. Đó, em không có che mặt hết anh em ha, bởi vì nó không có được sương mấy. Em cứ nè, em để thưa thưa như nè, đó không muốn chơi là cứ kè sát chơi, là bởi vì là nó quen mặt các em, không có được sương mấy ha. Anh em về anh em tắt riêng nè, anh em phơi nắng là nó là ok nha anh em, tắt riêng ra phơi nắng là giết thôi anh đi. Em thì em để cho lưu ầm không có được là sương ha. Rồi, con bên phải này là 1,2 triệu anh, con này là 1,5 triệu. Em nào kết thì gọi Zalo số video của mình cho em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha, hẹn em video tiếp theo nha. Đó đó, nhảy đâu ạ? Phải không, nhảy đâu ạ? Anh em nào thích chưng chưng kiển này thì thấy cái này nha mấy anh, chim non. Rồi giờ này nằm đâu? Rồi giờ rồi cắn như nào được nè. Này cắn đi. Cắn đi. Cắn coi thử có được không? Cắn. Mạnh lên. Nó này có đứng cho không rồi. Tin à. Lồng lá nào, đồ sọ không anh?
Thì bữa đó đăng lên được có mấy anh hỏi rồi anh em, nhưng mà anh cũng kiên trước anh em ha. Con này thì mình nên mà thích nhà để trưng kiện cho nó to to trước cửa nhà rồi ở sân vườn rồi anh em. Thì mấy con này anh em ha. Chim non nha mấy anh. Chim non mùa này lên ha. Chim là mối cá nó rất cực nha. Chim con lên, chim mái. Còn nó lạ mình á, tại vì mới về hôm qua mà. Nè, chụp đi, con chụp đây. Đó, anh em nào có nhu cầu chơi với này thì cứ hú mình nha mấy anh. Quay phòng anh em sao? Thì quay phòng lắm đẹp không? Vẫn là số Zalo nguyên cho màn hình nha mấy anh, cần đúng em nha mấy anh. Ok. Rồi, mình hello tất cả anh em nha. Đó. Ngày hôm nay cái đường này là anh em, cái đường này là cái đường hôm mỗi ngày mình hay đi nè anh em. Cái chỗ này là lúc trước mình cũng có để nó rồi anh em, nhưng mà nó về nó không có đá anh em ha. Đó. Ngày hôm nay mình cũng lâu rồi anh em. Cũng có nửa tháng giờ không đi đường này anh em. Mình mới lên mình để mình đi đi lại anh em ha, sẽ coi nó có về đá không anh em ha. Đó, nó về một bài luôn anh em ơi, nó về một bài đây nè. Thì ngày hôm nay mình giới thiệu tương quan lực lượng của mình ha. Đó, nghĩa là vậy là con mồi mình anh em ha, con mồi của em mình bỏ trong cái lịch đỏ anh em ha, để cho nó rút bỏi anh em ha. Đây là con mồi lỡ mồi để mình đang kêu dìu lên của thằng em ha, ngày em mới chốt rồi mình đang dìu lên em. Còn đây con máy mình đang để trên xe anh em ha. Đó, ngày hôm nay mình vẫn đi ba con nha anh em. Rồi để mình chào anh em cái đầu mình bắt đầu anh em ha. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ nha, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha, cảm ơn anh em theo dõi nha. Đó, con mồi nó bỏ về, con mồi nó làm ghê lắm nè, quạt cánh ghê lắm. Con nó về cắt sát lụp mái nha anh em, nó này vậy khó ăn quá em ơi. Nãy giờ mai nó quần đá mái chạy không mà nó không có lên cây chém đùng 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 cho nó, mà nó xuống đây cái lơ lơ không anh ơi. Giờ có con mái ăn ăn thôi mà đó, có hy vọng không anh. Giờ có đánh mò mái ăn thua chứ còn mò trống là giờ không ăn nổi anh ơi. Trời ơi trời, 8 năm mới có con leo cầu tử rồi. Tám tháng mới có con leo cầu tử mà này, rồi luôn, gặp khơi khao luôn anh này. Tám tháng mới có con leo cầu tử mà giờ đập cây khơi chim lên đứng dưới điện lại nữa. Rồi ôi trời, thấy công chuyện bên này đi nãy đi ngồi chỗ nãy để quên cái chiếc máy quay này mày, xong giờ cái bánh xe em bể luôn rồi, bữa nay bị lỗi xã hội anh em ơi, chưa thấy được con nào đâu mà thấy tùm lum hết anh em ơi. Sụp dưa rồi thế để nãy đi quay cái lo đẩy chứ mới quay cái để quên đi luôn, chứ quay là kiếm mới còn không, xong rồi bắt đầu chạy đoạn bánh xe bị sụp lép luôn. À, con bỏ về đây mày, kiếm chút cháo là gỡ gạc lên em ơi, chết chết lỗ xã hội em ơi. Nó đi mới chỗ lạ lạ này biết đâu anh hên đó. Anh em thấy bò chém không, em thấy bò chém cánh chưa, lâu lắm thấy được bò chém cánh nha mình, lâu lắm thấy bò về cái bên chém cánh luôn á. À, nước nọc phải chém không à, chỉ là chưa ai đánh anh em ơi, đi trong sâu sâu, cô sâu 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 nè,
nó mới còn những cái cặp chim mà chưa đánh ra, chưa bể nè, nó lắm thấy gượng mỏi về nhà, cặp mồi chém cánh chứ. Đó, mà đây này, hy vọng là kiếm được một siêu phẩm nha nè. Lâu lắm mà thấy được con bộ nó về cặp mồi nó chém cánh này mày. Đó, đó. Thợ quay xả màu của mấy này. Đó, bên máy mày này. Lâu lắm rồi gặp bộ nó về chém cánh gì mày. Bỏ đá mình này, đi chủ yếu trải nghiệm cảm giác này mình. Khi mà bỏ về kế bên mồm mình chém cánh đã mình này. Mình mà ở nhà anh không biết được cảm giác này đâu anh ơi. Con bò này mà bắt về là cực kỳ hay mình. Nãy giờ nó về bên mồm mấy lần, lần nào vậy cũng chém cánh mình. Nhà chuẩn bị nè. Chuẩn bị nè.